Xin chào tất cả các anh chị em của công ty hợp tác kinh tế Việt Lào. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể tổng hợp số liệu trên phần mềm tại nhà máy gạch ở Lào. Đầu tiên chúng ta thực hiện bằng việc vào truy cập vào phần mềm. Chúng ta có thể thấy là ở trên phần mềm này các bạn đã nhập khá nhiều các cái số liệu của quý 1. À, quý 4 năm 2015. Chúng ta có thể kiểm tra thông qua cái bảng cân đối phát sinh tài khoản. Ở đây à, chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể tổng hợp được số liệu và lên cái bảng giá thành sản phẩm sản xuất của các cái sản phẩm gạch. Các bạn lưu ý là <laughs> đây là cái bộ số liệu mà chúng tôi đã chạy thử là ở đây cái kết quả lãi của các bạn đã là 286 triệu. Như vậy chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ phải thực hiện trong cái tháng 10 năm 2015 là chúng ta sẽ phải xóa hết các cái số liệu kết chuyển tổng hợp. Xong đấy là chúng ta sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Chúng ta thoát ra và chúng ta vào thực hiện các cái bút toán phân bổ tự động. Ở đây chúng ta đánh vào năm 2015 chúng ta ấn phím Ctrl A để bôi đen tất cả các cái bút toán của các bạn bút toán này, các cái bút toán này là chúng tôi đã khai báo sẵn cho từng cái mã sản phẩm của các bạn, nên là cái việc các bạn năm này qua năm khác, các bạn không cần phải khai báo lại nếu như không có sản phẩm nào thay đổi, tức là cũng không có sản xuất thêm cái sản phẩm nào như vậy chúng ta ấn F8 để chúng ta xóa các cái dữ liệu đã kết chuyển chúng ta chọn từ tháng đến tháng, ở đây chúng ta sẽ xóa dữ liệu của tháng 10 đã kết chuyển chúng ta chọn có ở đây sau đấy chúng ta sẽ thực hiện xóa các cái bút toán kết chuyển tự động. Chúng ta chọn năm làm việc là 2015. Ở đây chúng ta ấn Ctrl A để chúng ta xóa. Ở đây chúng ta ấn F4 để F8 để xóa số liệu. Chúng ta chọn có. Sau đấy chúng ta sẽ quay lại bảng cân đối phát sinh và chúng ta sẽ kiểm tra xem số liệu kết chuyển đã được xóa chưa. Như các bạn nhìn thấy thì ở trong này là cái số liệu thô cái số liệu thô là cái số liệu mà các bạn chưa cái chuyển chưa tổng hợp số liệu. trong các cái trường hợp như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta có hạch toán một số các cái một số các cái phát sinh có của các tài khoản chi phí các cái tài khoản chi phí này thì chúng ta ghi giảm phí ở đây nên là cái việc khi chúng ta cái chuyển thì chúng ta sẽ thấy là à, các cái số liệu này nó sẽ khi cái chuyển nó sẽ trừ đi hoặc là phân bổ nó sẽ trừ đi cái phần này ví dụ như ở trong này là có 250.000 tiền uh, phát sinh và phát sinh có là 120.000 thì khi chúng ta kết chuyển nó chỉ kết chuyển có 3 130.000 là phân bổ 130.000 thôi các bạn lưu ý chỗ này ở trong các cái uh, các cái dòng trong bảng cân đối phát sinh tài khoản thì chúng ta lưu ý là chúng ta muốn xem chi tiết chúng ta ấn F5 để chúng ta xem ở ví dụ ở đây là cái tài khoản chi tiết 621 các bạn có thể nhìn thấy là các cái dòng chứng từ của các bạn xuất vật tư để các bạn tập hợp và chi phí sản phẩm như vậy là ở trong này các bạn lưu ý là ở đây là cái cột này là cột công đoạn sản xuất có nghĩa là cái xuất này của các bạn là các bạn xuất vào cái cột nào và ở đây có một số các cái nguyên vật liệu chính mà các bạn uh, đã xác định được là của sản phẩm nào thì các bạn đã cho mã sản phẩm vào trong chứng từ và được hiện lên ở ở cái dòng này, ở cái cột này. Như vậy các bạn thấy là trong cái phát sinh của tài khoản 621 của các bạn thì có những phát sinh không cụ thể cho từng sản phẩm có những phát sinh cụ thể cho từng sản phẩm nhưng nhất thiết là chúng ta phải phân bổ cái mã công đoạn mã công đoạn của các bạn là nhất định phải có thì khi ở trong cái quá trình uh, tổng hợp số liệu thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ kết chuyển thì trong cái khai báo kết chuyển là chúng tôi đã thiết kế cho các bạn chức năng kết chuyển là chỉ kết chuyển những cái tài, những cái phát sinh mà nó có cái mã sản phẩm còn những cái mà không có phát sinh thì chúng ta để không có phát sinh ở mã thành phẩm thì mã sản phẩm thì chúng ta sẽ để lại và dùng các cái bút toán phân bổ chúng ta phân bổ vào từng sản phẩm trong từng công đoạn vậy các bạn lưu ý là đấy là một cái cách thức để các bạn kiểm tra xem là các bạn đã vào hết mã công đoạn chưa ở đây chúng ta tài khoản 622 chúng ta cũng kiểm tra thế này tức là 622 của bạn các bạn chỉ biết được từng công đoạn thôi nhưng mà các bạn không cụ thể được cho sản phẩm và cái phần 627 cũng thế, các bạn lưu ý là ở trong cái 627 này có một số cái ví dụ như ở cái phần này, các bạn thấy là các bạn không có cái 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 mã công đoạn, các bạn có thể chỉnh sửa và có thể chuyển nó vào cái 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 công đoạn nào đó thì chúng ta cũng sẽ dùng để phân bổ nó. Thế thì ở đây trong cái khoản này là chủ yếu là cái khoản 6279 là cái tài khoản chung chung cái tài khoản chung này ấy, thì chúng ta sau này chúng ta chủ yếu chúng ta sẽ phân bổ với cái công đoạn cuối cùng là công đoạn thành phẩm của các bạn vậy chúng ta lướt qua các cái tài khoản phát sinh thì chúng ta thấy ở đây là trong này còn có những cái chúng ta còn chưa thực hiện ví dụ như các cái chi phí 142 là các cái chi phí trả trước các bạn có thể thấy là các bạn chưa phân bổ chưa phân bổ các cái tài khoản chi phí trả trước và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm đến cái tài khoản à, uh, Cái tài khoản 214 Cái tài khoản 214 thì các bạn lưu ý là cái tài khoản 214 là cái tài khoản à, uh, 214 là cái tài khoản khấu hao tài sản Như vậy ở đây chúng ta cũng nhìn thấy là chúng ta chưa có trích khấu hao tài khoản Và cái phần trích khấu hao tài khoản này thì thường là chúng ta sẽ sử dụng cái uh, cái chức năng là uh, trong cái phần tài sản cố định chúng ta có thể thấy ở đây là chúng ta khai báo à, chúng tôi sửa đây một tí nhé cái bản này là cái bản đã cũ rồi chúng ta à, chưa có cái bản mới từ cái đơn vị của các bạn chuyển về cho chúng tôi nên là chúng tôi vẫn chưa chưa cập nhật được cái, chưa khắc phục được cái lỗi ở cái bản này là bản dùng thử, bản test của các bạn. Chúng ta vào phần tài sản cố định. Như ở đây các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều các cái tài sản cố định khác nhau. Như vậy các bạn thấy là sau khi chúng ta khai báo rồi thì chúng ta thực hiện cái việc tính khấu hao. Các bạn có thể thấy là ở trong cái thông tin về tài sản này à, Chúng ta đã có khai báo cái công đoạn Ở đây ví dụ như là chúng ta cho là công đoạn đầu tiên Thế thì khi chúng ta tính là tính cái tài sản cố định ấy, Thì nó sẽ tự động đẩy cái chi phí phân bổ vào ở trong cái trong cái công đoạn đấy Nhưng mà các bạn thấy là tính khấu hao tài sản cố định này Chúng ta sẽ sử dụng bút toán phân bổ Ví dụ ở đây chúng tôi chọn tháng 10 Chúng ta thực hiện cái bút toán phân bổ này á Các bạn tiêu ý là khi chúng ta tính khấu hao tài sản cố định thì các bạn thấy là gần như cái tài sản cố định của các bạn khai báo xong rồi các bạn không tính cái 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 cái, cái số kỳ khấu hao không khai báo cái, cái số kỳ khấu hao và cái, cái khi mà các bạn không khai báo cái phần số kỳ khấu hao này thì các bạn sẽ thấy là chương trình cái không tính ra được cái giá trị thì là khấu hao một kỳ là bao nhiêu ở đây các bạn thấy là khi chúng ta đánh vào cái số kỳ khấu hao là 36 thì enter chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một triệu rưỡi tiền tức là nó sẽ khấu hao một tháng một triệu rưỡi một kỳ ở đây được khái niệm là một tháng ở trong cái này cũng thế chúng ta cũng có thể là à, cái thời gian số kỳ tính khấu hao là cái này là do các bạn quyết định nhé chúng tôi chỉ lấy ví dụ ở đây ở cái bãi đất thứ hai này chúng ta thấy là chúng ta đã khai báo vào như vậy chúng ta sẽ thử bằng cách là tính khấu hao tháng 10 chúng ta quay sang cái bút toán phân bộ chúng ta xem nó đã hiện lên chưa như vậy các bạn sẽ thấy là à sau khi chúng ta đã sửa xong ấy thì các bạn sẽ thấy là ở trong cái công đoạn này và cái số tiền này là số tiền mà chúng ta khai báo và nó được tính khấu hao. Ở trong cái bút toán phân bổ khấu hao này các bạn lưu ý là nó hiện lên theo cái bảng tính khấu hao của mình. Nhưng mà khi các bạn ấn F4 thì nó sẽ thực hiện một cái chức năng là chuyển sang sổ kế toán, tức là cái sổ cái hay là bảng cân đối phát sinh là cái chứng từ định được định khoản bằng tài khoản nợ là tài khoản chi phí và tài khoản có là tài khoản khấu hao và được đưa vào cái mã công đoạn là mã công đoạn 011 của bạn. Nhưng mà ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta không không tính không không bút toán không thực hiện cái bút toán phân bổ khấu hao mà chúng ta đã lỡ thực hiện rồi, chúng ta sẽ ấn F8 để xóa cái bút toán chuyển trang sổ chúng ta sẽ nhìn thấy nhá chúng ta kiểm tra nhé ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là ở cái tài khoản 214 nó sẽ phân bổ 3 triệu tư và một triệu rưỡi như ở đây chúng ta sẽ vào để xóa nó đi thì các bạn nhìn thấy là cái này nó luôn luôn hiện ra các bạn khi các bạn ấn F8 thì nó sẽ xóa cái chức năng là chuyển sang sổ cái nhưng ở đây nó vẫn cứ hiện ra bình thường vì ở đây là nó lấy từ cái phần tài sản các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao tôi bạn F8 rồi mà nó vẫn không xóa mất đi nhưng mà thực ra cái này nó không phải là nó 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 mất đi và nó lấy từ cái phần khấu hao còn xóa chúng ta xóa là chỉ xóa cái bút toán tự động nó kết chuyển sang cái bảng cái đối phát sinh tài khoản hay là gọi là sổ cái như vậy các bạn nhìn thấy là ở cái tài khoản 214 này nó đã mất cái giá trị phát sinh có chúng ta thực hiện lại cái tài phân bổ tài sản ở đây chúng ta ở F4 <laughs> OK chúng ta sẽ tìm lại bằng cách là vào trong cái bảng cân đối phát sinh chúng ta ở cái dòng kích vào cái dòng 214 này chúng ta ấn F5 một cái chúng ta xem là Cái bút toán này thực tế là nó đã định khoản vào đây và các bạn thấy là nó đã đưa cái giá trị công đoạn vào đây cái mã công đoạn của bạn ở đây như vậy là nó sẽ đảm bảo cái việc việc là các bạn thực hiện cái 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 bút toán phân bổ, tương tự như thế các bạn sẽ phân bổ cái công cụ dụng cụ giống như tài sản cố định. Chúng ta sẽ sửa một tí ở đây. trong quá trình chúng ta làm thế này biết đâu các bạn lại có thể học được mấy chiêu về lập trình khi chúng tôi thực hiện cái lập trình ngay trên cái video mà đưa cho các bạn xem à... chúng ta sẽ ấn để vào chương trình chúng ta thấy là chúng ta sẽ vào cái phần công cụ dụng cụ như các bạn ở đây các bạn cũng thấy là trong phần công cụ dụng cụ chúng ta cũng đã thiết kế phần mã công đoạn Nhưng vậy các bạn thấy là ở trong cái phần công cụ dụng cụ tôi không hiểu sao là các bạn là các bạn đã khai báo cái giá trị số kỳ phân bổ và cái giá trị phân bổ kỳ mà sao tài sản các bạn lại không không khai báo cái này ở đây chúng ta chọn nhận Thế chúng ta lưu ý là khi chúng ta cũng thực hiện tính phân bổ và thực hiện các bút toán phân bổ <laughs> ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta đã có cái số liệu thô chúng ta thực hiện tiếp đầu tiên chúng ta sẽ tính là tính cái giá vốn cái giá vốn chính là cái giá xuất kho vật liệu của các bạn các bạn lưu ý là các bạn phải tính nếu không các bạn sẽ không có phát sinh 621 ở đây chúng ta tính theo từng tháng và chúng ta lưu ý là sau khi đánh xong từ tháng 10 đến tháng 10 chúng ta chọn nhận thì các bạn sẽ chờ một lúc mấy giây chương trình thực hiện xong các bạn chúng ta có thể vào trong cái phần tổng hợp số liệu à, tổng hợp nhập tồn các bạn có thể thấy là cái giá trị tiền suất này cái này chính là cái giá trị mà các bạn hiểu đơn giản là cái này chính là cái mà các bạn đã đã thực hiện cái việc tính giá trị trung bình các bạn có thể thấy là đây ví dụ ở đấy các bạn nhập trong kỳ ấy, là một cái phiếu nhập này là nó 64.600 đồng với cái số lượng 30. Này. Nhưng mà khi các bạn tính ra ở đây thì chương trình cũng tự động tính ở đây là 30. Như vậy, chúng ta đã có thể kiểm soát được cái phần là các cái giá vốn chúng ta đưa lên chi phí là đã xong. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cái việc kết chuyển. Ở đây chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn cách thức kết chuyển ở trong này như này. Các bạn nhìn thấy cái bút toán đầu tiên là cái bút toán kết chuyển nguyên vật liệu vào cái chi phí sản xuất kinh doanh dễ dàng bạn thấy là ở cái cột này là kết chuyển in công cd tức là kết chuyển theo công đoạn và ở đây có một cái nữa là kết chuyển theo sản phẩm và ở cái cột này được đánh số 1 nữa là cái kết chuyển kết chuyển giá trị sản phẩm tức là cái cột này nó quyết định cái việc các bạn có ở trong phần khai báo các bạn có thấy là các bạn sẽ lưu ý đến cái cái mục này là các bạn thấy là nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là các bạn kết chuyển theo mã sản phẩm nhưng chỉ kết chuyển những cái có giá trị mã sản phẩm còn những cái không có giá trị mã sản phẩm chương trình sẽ tự động để lại để phân bổ như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng phím cách là phím dài nhất trên bàn phím chúng ta ấn sau đấy chúng ta ấn F4 tiếp theo chúng ta ấn đánh từ tháng 10 đến tháng 10 chúng ta chọn nhận sau khi chúng ta thực hiện xong cái bút toán này thì các bạn sẽ lưu ý là các bạn sẽ quay lại bảng cân đối phát sinh các bạn kiểm tra xem là nó có kết chuyển hay không. À, như các bạn thấy là ở trong này đã có 229.229 229 triệu là nó đã kết chuyển theo cái sản phẩm của các bạn. Như vậy ở đây chúng ta đẹp năm này chúng ta xem. Thì chúng ta tương ứng là chúng ta cái TP01 này cái sản phẩm đầu tiên chúng ta nó gom lại thành 16 triệu. Các bạn thử xem 11 triệu cộng với 4 triệu 8 thành. 16 triệu các bạn thấy là nó đã kết chuyển được hết Còn đây một số cái Ví dụ như ở cho cả Ngay cả trong cái công đoạn đầu tiên Là các bạn thấy là cái công đoạn đầu tiên của các bạn Nó cũng có những cái nguyên vật liệu Mà không đích danh cho cái sản phẩm nào Chúng ta sẽ phải phân bổ Và trong cái việc thực hiện giá thành sản phẩm ấy Thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải Các bạn sẽ phải thực hiện từng bút toán một Ở đây chúng ta sẽ vào cái bảng tổng hợp giá thành sản phẩm chúng ta sẽ nhìn thấy được là sau khi chúng ta kết chuyển 621 thì các bạn nhìn thấy là số lượng sản phẩm các bạn nhập kho là đã ở đây là đã hiện lên. Đây là cái cột số lượng. Đây x f l có nghĩa là số lượng thực tế. Đây là giá vốn đơn vị, tổng chi phát sinh trực tiếp nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung phát sinh 154 chính là cái phát sinh của công đoạn trước chuyển sang. Và các bạn có thể thấy là <laughs> Ở đây chúng ta đã phân bổ được 229 triệu tiền nguyên vật liệu. Như vậy ở đây là chúng ta lưu ý là đây cũng chính là những cái hệ số mà chúng ta sẽ dùng để phân bổ nốt các cái chi phí khác. Có nghĩa là các bạn lưu ý là cái 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 hệ số của chúng ta là chúng ta hiện tại chúng ta chưa xây dựng được cái hệ số nào cho nó hợp lý vậy chúng ta sẽ sử dụng cái hệ số ngay cái tài khoản 621 nó kết chuyển về được bao nhiêu. Rồi đích danh thì chúng ta sẽ sử dụng cái đích danh đấy để chúng ta phân bổ Dĩ nhiên là trong quá trình phân bổ thì các bạn lưu ý là Chứng từ các bạn có thể là làm, có thể sai lệch Có thể là các bạn thấy là uh, làm có khi ở công đoạn này Các bạn lại nhập sang công đoạn khác Cái việc này là việc nhập số liệu thì là ở các bạn rồi Nhưng mà có những trường hợp là chúng ta tính giá thành Cái giá thành gì thấp mà sao tính nó lên cao Là nó nằm ở cái chỗ là các bạn đưa vào cái chi phí nó bị sai ở đây chúng ta sẽ sử dụng hệ số này các bạn lưu ý là ở trong bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công đoạn đầu tiên để chúng ta trước tiên các bạn nhìn thấy cái bảng giá thành này là ở đây các bạn nhìn thấy là mới chỉ cái công đoạn đầu tiên thôi những cái này là cái số liệu chúng ta kết chuyển trước đấy và nó đã áp vào cái phiếu nhập thì nó lên thì cái việc của nó chúng ta không bận tâm đến cái này sau này chúng ta áp thì nó sẽ tính lại chúng ta lưu ý là ở đây sau cái hệ số này chúng ta sẽ đưa nó vào ở trong cái bút toán kết chuyển tự động bút toán phân bổ tự động chúng ta vào thực hiện các cái bút toán phân bổ tự động 2015 <laughs> chúng ta nhìn thấy ở đây là có 621 của cái công đoạn đầu tiên và 622 của công đoạn đầu tiên và 627 của công đoạn đầu tiên thì các bạn lưu ý là ở đây trong này chúng ta chạy thử nó đã có sẵn cái hệ số chúng ta sẽ kích vào đây chúng ta xóa đi tức là cái hệ số một không một 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 hai này là nó tương ứng với 12 hai tháng ở trong một năm chúng ta nếu chúng ta kết chuyển cho một quý thì chúng ta sẽ chọn cái tháng cuối cùng của quý và cái chúng ta sẽ xóa bỏ những cái hệ số này đầu tiên chúng ta sẽ kích vào cái bút toán này và chúng ta kích tiếp cái bút toán này bút toán tiếp theo là sáu hay bảy ở đây chúng ta lập trên bàn phím chúng ta ấn f 6 để chúng ta lấy một cái hệ số thì các bạn hãy nhìn thấy là chương trình sẽ tự động lấy cái phát sinh 621 đã có sẵn về 154 nó đưa vào đây ở cái này cũng thế ở cái bút toán 621 cũng thế chúng ta ấn phím cách để đánh dấu các cái bút toán phân bổ của cái công đoạn đầu tiên chúng ta thực hiện như sau chúng ta đánh dấu ba bút toán là chúng ta chọn nhận thì sau khi chương trình đã thực hiện xong thì các bạn sẽ vào cái bảng giá thành các bạn nhìn thấy là ở đây chúng ta đã nhìn thấy là đã phân bổ cái nhân công và chi phí chung vào đây nữa như vậy các bạn nhìn thấy là lúc nãy chúng ta phân bổ cái nguyên vật liệu chỉ có 229 triệu nhưng bây giờ sau khi chúng ta phân bổ nốt cái nguyên vật liệu ở cái công đoạn đầu tiên mà nó lại không cụ thể của sản phẩm nào thì nó sẽ phân bổ tiếp vào đây khi các bạn nhìn thấy ở đây là đã có các cái chi phí khác rồi thì chúng ta sẽ ấn F10 tức là cái chức năng F10